Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Yên Bình Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm đậu phộng chiên muối Cách làm đậu phộng chiên hoặc rang á, thì nó rất là dễ rồi Nếu bạn nào biết làm rồi á, thì bỏ qua Còn bạn nào mà chưa làm bao giờ thì các bạn xem thử cách làm nha mình cho dầu ăn vào chảo, mình canh mình đổ dầu xâm xấp đậu phộng hoặc là mình đổ cho dầu nó ướt đậu phộng cũng được Bây giờ mình nấu ở mức lửa nhỏ cho chảo dầu này nó nóng lên Khi cho cây đũa vào mà dầu nó sủi tăm như vậy là dầu đã đủ độ nóng rồi Bây giờ mình cho vô chảo là 500g đậu phộng mình chiên đậu phộng với cái lượng dầu nó xâm xấp đậu như vậy Hoặc là các bạn cho ít dầu lại một xíu nữa cũng được nha Bây giờ mình sẽ chiên đậu phộng ở mức lửa nhỏ Lớn hơn mức lửa riêu riêu một xíu trong khi chiên đậu phộng thì mình luôn đảo đều Mình khuấy đều như vậy để cho những hạt đậu phộng nó chín đều Mình tuyệt đối là mình chỉ nấu ở mức lửa nhỏ thôi Nếu mình nấu ở mức lửa hơi lớn nó dễ làm dầu văng ra ngoài Bây giờ mình luôn đảo đều và mình chiên đậu phộng ở mức lửa nhỏ Đến khi cái vỏ đậu phộng này nó chuyển qua màu nâu vàng một chút là được nha Mình chiên đậu phộng ở mức lửa nhỏ Đến khi hạt đậu phộng cái phần vỏ lụa của nó Chuyển qua cái màu nâu hơi vàng như vậy là được rồi Đậu phộng nó đã chín giòn rồi Mình đừng có chiên lâu quá mà cái phần vỏ lụa của hạt đậu phộng Nó chuyển qua cái màu nâu sẫm là hạt đậu phộng mình chiên chín quá Lúc mình ăn nó hơi có vị đắng nha Bây giờ mình dùng cái vợt Mình vớt đậu phộng mình cho ra cái độ thưa Để cho đậu phộng nó ráo dầu mình cho đậu phộng ra cái độ thưa như vậy để cho nó ráo dầu và mình đợi cho đậu phộng nó bớt nóng đậu phộng mình để một lúc thì nó đã ráo dầu đậu phộng lúc này nó cũng nguội rồi bây giờ mình cho vô đậu phộng là 10 gam muối mình cho muối vào mình trộn đều lên á sau đó mình để cho đậu phộng này nó nguội hẳn rồi mình cho vô cái lọ cho vô hộp mình để mình ăn dần khi mình ăn á thì đậu phộng nó bùi bùi béo béo vị mặn nó giòn giòn ăn rất là ngon mình làm đậu phộng chiên muối như vậy á mình dùng làm món ăn vặt hoặc những ngày mình ăn chay á mình ăn kèm với cơm trắng mình chan một chút xì dầu nữa cũng rất là ngon hay là các bạn ăn cùng với bún xì dầu bún xào nữa cũng rất là tuyệt các bạn thấy cách làm đậu phộng chiên muối nó rất nhanh và đơn giản khi xem video nếu các bạn thấy thích thì các bạn thử làm nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Video chia sẻ cách làm đậu phộng chiên muối của mình tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo từ kênh Bếp Bình Bình của mình nha.